Hello, xin chào cả nhà đã trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cùng với các bạn một món ăn Hồng Kông ha. Đó là món chow mein mì xào kiểu Hồng Kông nha các bạn. Thì để làm món mì xào kiểu Hồng Kông thì đây mình đã có là cái đường chow mein ha. Mình thích cái sợi nhỏ, các bạn có thể mua loại sợi lớn nha. Mình thích sợi nhỏ cho nên mình mua sợi nhỏ nè. Okay. Rồi đây là mình có cải napa ha, nếu không có cải napa mình có thể sử dụng là bắp cải cũng được nha các bạn. Rồi đây là mình có 1/4 củ hành tây nha, rồi cà rốt nè, rồi ớt beo đỏ và ớt beo xanh ha. Thì hôm nay mình sẽ làm chicken chow mein, so đây mình phải có cái miếng thịt gà nè, một miếng ức gà nha. Rồi các bạn có thể làm hải sản cũng được nha, tôm mực này kia cũng được ha, hoặc là thịt bò ha, thay thế cho thịt gà. Rồi gia vị nêm nếm thì đây mình có đây là một muỗng canh nước tương, rồi một muỗng canh dầu hào, một muỗng canh đường, một muỗng cà phê hạt nêm, các bạn có thể sử dụng hạt nêm nấm hoặc hạt nêm gà nha, 1/4 muỗng cà phê tiêu, 2 tép tỏi băm nhuyễn, và đây là khoảng một muỗng cà phê gừng băm nhuyễn luôn nha các bạn. Bây giờ mình bắt đầu nha. Bây giờ mình sẽ trước tiên là mình sẽ ướp cái phần thịt gà này nha các bạn. Thịt gà này mình đã rửa sạch rồi ha. Bây giờ mình sẽ xắt ra thành từng miếng thật là mỏng nha các bạn. Rồi xong rồi mình xắt lại thành từng sợi ha. Phần thịt gà sau khi mình xắt lát rồi, bây giờ mình xắt trở lại thành từng cái sợi như thế này nha các bạn. Là giống như những cái strip á, giống như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ đi ướp thịt gà nhé. Thì bây giờ mình sẽ ướp dưới đây là 1/4 muỗng cà phê muối nha các bạn, và một chút xíu tiêu nha. Rồi mình đem bao tay mình nhồi nó lên ha, mình trộn đều lên ha. Rồi, bây giờ mình sẽ cho vô đây một cái lòng trắng trứng gà nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho vô đây là một muỗng canh bột bắp nha. Với cách ướp như thế này thì nó sẽ làm cho cái thịt gà của mình mềm hơn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ để đây, mình ướp cho khoảng 15 phút nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ qua bếp mình trụng mì nha. Bên đây thì mình đã bắt rồi một cái chảo nước sôi ha. Mình trụng khoảng 1 phút thôi nha. Sau khi mình trộn mì được 1 phút rồi, bây giờ mình sẽ vớt ra cái rổ nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ xắt phần rau củ nha các bạn. Đây là cái phần cải napa của mình ha. Đừng có mỏng quá, cũng đừng có dày quá nha các bạn. Nó cỡ như thế này là vừa nha. Các bạn có thể sử dụng bắp cải thay thế cho cải napa, hoặc là có thể sử dụng giá nha các bạn. Bạn thích đồ rau củ, đồ lê ghim nhiều thì mình cho nhiều ha. Và đây là phần cà rốt nha. Rồi, xong rồi chúng ta xắt sợi ra nha các bạn. Rồi tới phần ớt chuông thì mình cũng xài nửa trái nha các bạn. Rồi đây là ớt chuông đỏ nha, cũng giống ớt chuông xanh, mình cũng xắt từng sợi sợi như thế ha. Xài nửa trái luôn nha các bạn. Rồi đây là phần củ hành tây, mình cũng xắt ra thành sợi sợi vừa ăn. Rồi xong rồi cái phần sơ chế rau củ mình đã xong ha. Bây giờ mình pha nước sốt rồi. Nha. Mình sử dụng một cái tô không để mình pha nước sốt chung với nhau nha các bạn. Mình cho vô đây là một muỗng canh dầu hào ha, một muỗng canh nước tương, một muỗng canh đường, một muỗng cà phê hạt nêm. Cái này chỉ là option thôi nha các bạn. Các bạn không bỏ hạt nêm cũng được nha, cũng ngon lắm nha. Rồi 1/4 muỗng cà phê tiêu ha.
muỗng canh nước ha. Rồi bây giờ tới phần mình xào thịt gà trước nha các bạn. Cho hơi khá khá dầu ăn vào trong đây nha. Chắc khoảng 5 muỗng canh dầu ăn nha. Rồi dầu đã nóng, mình sẽ cho thịt gà vào nha các bạn. Rồi sau 5 phút mình xào thịt gà trên bếp nha các bạn. Bây giờ mình sẽ vớt thịt gà ra nha. Rồi mình lại bắt một cái chảo khác lên nha các bạn. Mình sử dụng cái dầu hồi nãy mà mình chiên thịt gà còn lại á, mình rút ra cái tô. Rồi bây giờ mình cho vô đây trở lại khoảng 1 muỗng canh dầu ăn ha. Mình sẽ cho vô đây chút xíu tỏi. Tỏi, phần tỏi và gừng hồi nãy mình băm nhuyễn nè. Cho phần nửa phần tỏi và gừng vô đây trước ha. Rồi mình cho đồ lê guin vô đây xào nha các bạn. Mình nói với các bạn thích cái đồ rau củ của mình nhiều thì mình cứ xào nhiều nha, không sao hết, tại mình làm nhà ăn. Rồi mình cũng cho vào đây là cà rốt nha, ớt, xanh và ớt đỏ nha. Rồi đây là cái tô nước riêng hồi nãy mình đã quậy rồi nè các bạn. Mình sẽ cho vô đây khoảng 1 muỗng canh nước nêm này ha. Rồi bây giờ mình mới cho hành tây vô nha. Rồi mình sẽ tắt lửa, mình rút cái phần này ra ngoài cái dĩa riêng nha các bạn. Rồi mình sử dụng lại cái chảo này luôn nha các bạn. Mình cho vô đây cũng khoảng 1 muỗng canh dầu ăn ha. Rồi phần gừng và tỏi còn lại mình cho vào đây hết nha. Mình ti lên cho cơm nha. Rồi bây giờ mình sẽ rút cái phần mì này vô đây nha các bạn. Mình sẽ trộn đều lên. Rồi bây giờ mình sẽ trút cái phần thịt gà hồi nãy mình đã xào rồi nè vô đây. Để cho cái tô nước nếm này mình rưới lên từ từ nha các bạn. Đừng rưới hết một lần nha, rưới là lần lần để mình coi mình cái gia vị có vừa đủ cho mình ăn chưa. Ví dụ mình cảm thấy đủ rồi thì mình ngưng nó ha. Còn mình muốn thêm nữa, đậm đà thêm nữa thì mình chế nó tiếp vô sau ha. Rồi bây giờ mình đã nếm xong rồi, mình cảm thấy mình cần phải đổ hết cái nước sốt này vô trong đây thì nó mới vừa ăn, nó mới đậm đà ngon nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đổ cái phần lê guin này vô nha các bạn. Rồi mình trộn đều lên. Rồi chúng ta sẽ không quên phần hành lá cắt khúc nha các bạn. Chúng ta sẽ tắt lửa nó đi. Cái phần lê guin này nè, nếu các bạn không có cải napa, không có bắp cải, mình có thể làm cải phóc choi ha. Rồi đây là chicken chow mein của mình mới vừa xào xong nè các bạn, nhìn có ngon không? Các bạn hãy nhanh tay vào bếp làm cái món này để cho gia đình mình cùng dùng nha. Nhất là mấy trẻ em thì cũng thích mấy cái mì xào này lắm đó các bạn. Rồi, nếu các bạn thấy thích cái recipe này của mình thì cho mình một like nha, thumbs up ha. Rồi nhớ subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình sẽ hẹn gặp lại các bạn trong những cái video kế tiếp. Thank you for watching. Bye now.